Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đơn giản nhất để mình có thể coi được những trận bóng mùa Euro trên TV. Đầu tiên thì các bạn sẽ cần phải cài lên TV mình cái ứng dụng nó là VTV Cat On ha. Đây, cái này thì mình đã cài sẵn rồi. Còn TV nhà mình chưa cài thì các bạn cài nó vào. Mình sẽ mở cái ứng dụng lên. OK, đây là cái giao diện chính của cái ứng dụng VTV Cup On. Khi mà mình vừa mở lên thì nó sẽ hiện cái combo cho mình chọn để mua cái gói. Cái gói này là như gói ca cộng ở phía góc kìa, 149.000, cái này không phải, 104.000 ha. Thì có nhiều gói lắm, nhưng mà nó sẽ giới thiệu cho mình một cái gói bất kỳ, mình bấm bỏ qua. Rồi, các bạn nhìn ở góc bên phải, mình sẽ có cái biểu tượng đăng nhập. Đây ha, bây giờ nó sẽ có một số cái nội dung mình sẽ coi được, nhưng mà khi tới cái phần thể thao á, thì mình sẽ không có coi được nếu mà mình không có gói. Bây giờ bấm vào thì có thể là sẽ coi được nè. Đây, cái này là do sự kiện chưa sẵn sàng rồi, nhưng mà một số cái nội dung khi phải tới cái lúc mà đá bóng á, yêu cầu bản quyền á, thì lúc này các cái ứng dụng nó sẽ không cho mình coi nữa. Và nếu như mình không mua gói thì bây giờ thì mình sẽ dẫn các bạn đăng ký một cái tài khoản miễn phí để mình có thể coi ha. Rồi đầu tiên thì các bạn cần có một số điện thoại, và số điện thoại này sẽ cần là chưa đăng ký cái tài khoản VTV Cup On này lần nào ha. Rồi các bạn bấm di chuyển lên trên góc bên phải, chọn được phần đăng nhập. Rồi sau đó thì nhập cái số điện thoại của mình vào ha. Sau đây các bạn. Và các bạn nhớ là phải nhập cái số điện thoại mình đang sử dụng nha, chứ không có nhập một số bậy bạ được, tại vì nó sẽ SMS cái mã xác thực qua cái số điện thoại của mình. Rồi, sau đó thì các bạn kiểm tra lại số điện thoại chính xác và mình bấm vào cái phần tiếp tục ở phía dưới. Đây. Nó sẽ yêu cầu mình là nhập cái mã xác nhận vừa gửi đến cái số này. Rồi, thì hiện tại là tổng đài nó gọi cho mình để mà nghe ha. Thì mình sẽ nghe xem, các bạn chú ý là nghe rõ cái số nha. Rồi, nó đọc cho mình 6 con số và nó đọc 2 lần. Thì sau khi các bạn nghe kỹ và nhập đúng những con số này thì mình sẽ chọn được cái phần xác nhận ở phía dưới này. Rồi, nó sẽ yêu cầu bạn tạo một cái mật khẩu cho cái tài khoản để là lần sau mình đăng nhập. Thì mình sẽ tạo một cái mật khẩu bất kỳ nào đó đi. Ví dụ như là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi, sau đó thì bạn chọn đồng ý. Đó. Rồi, sau khi xong rồi thì các bạn nhìn vào phía trên góc bên phải của mình ha. Nó cũng sẽ hiện lên cái gói để mà mình xem này. Gói xem chi tiết bỏ qua. Cái này là để mua này ha. Cái này là mua cái gói thôi. Đó. Nhưng mà mình bắt lại ha. Rồi, trên cái giao diện chính của mình, các bạn sẽ thấy là sau khi đăng ký xong rồi thì ở phía trên sẽ là cái số điện thoại của bạn, là cái tài khoản của mình đó, các bạn bấm vào xem. Đây, các bạn sẽ thấy được là cái gói on khuyến mãi đầu tiên ha, là tới ngày 15 tháng 4 năm 2022, tức là nó sẽ khuyến mãi cho các bạn là một năm. Hôm nay là 15 tháng 4 năm 2021. Thì các bạn sẽ đây, mình đi qua mình xem chi tiết ha. Đó. Đây, mình sẽ coi được là bao gồm 60 kênh vân vân vân. Các cái kênh ở đây. Và có thể là đăng nhập trên 5 thiết bị với một cái tài khoản này của mình ha. Thì ở nhà có 4 5 TV thì mình lấy một cái tài khoản này mình đăng nhập cũng được. Rồi sau đó thì các bạn đóng lại. Như vậy thì các bạn đã có một cái gói khuyến mãi 1 năm, và với cái gói này thì các bạn có thể là xem được các cái kênh thể thao, ví dụ như là VT3 hay là VTHD, VTV3 HD hay là VTV6 HD nha các bạn. Bây giờ mình sẽ thử này. Đây, truyền hình.
Đó, VTV 3HD à. Colos Baby, ứng dụng độc quyền sữa non Colos IGG 24 giờ nhập khẩu. VTV 4, VTV 5, VTV 6 HD này. Đến bây giờ mình vẫn hài lòng và mình cảm thấy hạnh phúc. Ok, như vậy là hoàn tất rồi các bạn ha. Thì bây giờ thì mình có thể là sử dụng cái ứng dụng này, cũng như cái tài khoản đăng ký miễn phí này, và mình có thể là xem cái các cái kênh truyền hình mà ở trong này ha các bạn ha. Đây, và thoải mái xem Euro nha các bạn. Còn cảm ơn các bạn.